thư dạ dày có tỷ lệ tử vong cao thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau ung thư gan, ung thư phổi và đang có xu hướng trẻ hóa. Ung thư dạ dày có thể xảy ra ở mọi giới và mọi lứa tuổi, song phổ biến nhất là ở những người từ 50 tuổi trở lên. Nam giới có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn phụ nữ. Khả năng chữa khỏi bệnh lên đến 90% nếu được phát hiện sớm từ giai đoạn khởi phát. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình của chúng tôi có sự đồng hành của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Thưa quý vị và các bạn, ung thư dạ dày là nguyên nhân thứ tư gây nên tình trạng tử vong ở cả nam và nữ trên thế giới. Với một cái tỷ lệ tử vong cao như vậy, thế nhưng căn bệnh này thì lại rất khó chẩn đoán vì là ở cái giai đoạn sớm thì những cái biểu hiện, những cái triệu chứng rất là mơ hồ. Trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu một vài những cái nét khái quát về ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày xảy ra khi có sự phát triển bất thường của các tế bào trong dạ dày. Sự thay đổi, phát triển bất thường xuất phát từ vài tế bào và có thể dần dần tiến triển tạo nên tổn thương ung thư dạng trồi sùi hay dạng loét. Quá trình này có thể ít nhất là vài tháng hoặc vài năm. Chính vì vậy, trong giai đoạn đầu hình thành khối u, nếu không tầm soát sớm thì sẽ không thể phát hiện ra bệnh. Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của dạ dày, nhưng phổ biến nhất là phần chính của dạ dày là thân dạ dày và nơi giao thoa của dạ dày thực quản. Ung thư dạ dày là một trong số những căn bệnh nguy hiểm nhất về đường tiêu hóa, có tỷ lệ tử vong cao chỉ sau ung thư phổi và ung thư gan. Theo thống kê của Global Can năm 2018, mỗi năm tại Việt Nam có 17.527 ca mắc mới ung thư dạ dày. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn với chủ đề Thời điểm vàng tầm soát và điều trị hiệu quả ung thư dạ dày. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời đến trường quay các chuyên gia. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Tùng, Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Trần Phương Thảo Nhi, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian quý vị và các bạn theo dõi chương trình thì có thể tương tác với chúng tôi theo hai cách: gọi đến số điện thoại quen thuộc của chương trình là 0234-3826-449 hoặc là theo dõi và gửi những câu hỏi về địa chỉ fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Tất cả những thắc mắc của quý vị thì sẽ được trợ lý của chương trình chuyển đến để chúng tôi có thể gửi tới các bác sĩ và tư vấn cho quý vị. Trước hết thì xin được thưa Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Hùng, sĩ có thể cho biết là những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng cụ thể nào thì sẽ báo hiệu rằng người bệnh đã mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày ạ? Xin chào quý khán giả. Thì thực ra cái ung thư dạ dày nó chả có một cái triệu chứng gì đặc hiệu cả. Vâng. Bệnh nhân có thể là không có triệu chứng gì cả. Một số cái triệu chứng mà có thể nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác của đường tiêu hóa. Thí dụ như bệnh nhân có một cái đau mơ hồ ở cái vùng thượng vị, khó tiêu, cảm giác mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, vân vân. Bệnh nhân có thể được chẩn đoán một cách tình cờ qua đi siêu âm phát hiện một khối ở cái thượng vị chẳng hạn, hoặc là đi tầm soát ung thư, hoặc là một số bệnh nhân có thể có triệu chứng thực sự và đi khám thì phát hiện. Thì chúng ta thường phát hiện ở cái giai đoạn muộn rồi, hiệu quả điều trị sẽ không cao. Thưa bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi, bác sĩ có thể giúp cho khán giả được biết cái căn bệnh ung thư dạ dày này thì nó xuất phát từ những cái nguyên nhân gì? Thật ra cho đến nay thì y học vẫn chưa thể xác nhận được nguyên nhân nào là nguyên nhân chính thức gây ung thư dạ dày. Nhưng mà chúng ta đã xác định được những yếu tố nguy cơ có thể tăng cái khả năng mắc ung thư dạ dày. Cũng xin định nghĩa lại để mọi người rõ là yếu tố nguy cơ chúng ta không gọi là nguyên nhân. Nếu chúng ta có những yếu tố nguy cơ đó thì người bệnh đó có khả năng mắc ung thư dạ dày cao hơn những người không có yếu tố nguy cơ. Chúng ta có thể chia yếu tố nguy cơ làm hai nhóm cơ bản là những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được và những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Đối với những yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể chủ động thay đổi được, bao gồm đa phần nó sẽ thiên về lối sống, về chế độ dinh dưỡng. Ngoài ra những yếu tố nguy cơ mà chúng ta không thể thay đổi được thường gặp chẳng hạn như là tình trạng viêm dạ dày, trong đó có nhiễm một con vi khuẩn mà chúng ta hay nghe gọi là HP hay còn gọi là Helicobacter pylori, hoặc là những cái tình trạng mà viêm dạ dày mãn tính. Hoặc là những tình trạng người ta cũng ghi nhận có những tình trạng là đa polyp có thể gặp
ở đại tràng, tức là ruột già, ruột non hoặc trực tràng, hoặc là cũng có thể gặp với dạ dày. Hoặc là những người mà họ làm những công việc mà về bụi than hoặc những ở những hầm mỏ, thì người ta thấy những người này tỷ lệ ung thư ở phổi, đường hô hấp, vùng miệng cao hơn, tuy nhiên vẫn có một cái tỷ lệ ung thư dạ dày. Đồng thời trong những gia đình mà có cái tỷ lệ ung thư dạ dày những người thân cao thì chúng ta cũng có nguy cơ. Có thể đây là yếu tố đa phần nhiều phụ thuộc vào chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng nhiều hơn. Đồng thời người ta cũng ghi nhận mới đây, người ta thấy là vi khuẩn Epstein-Barr virus là một vi khuẩn mà chúng ta thường gặp ở vùng hầu họng, cũng có ghi nhận trong một số nhóm bệnh nhân ung thư dạ dày. Hiện nay thì chúng ta đang bàn về cái chủ đề, cái giai đoạn vàng trong tầm soát và chẩn đoán điều trị hiệu quả ung thư dạ dày. Lúc trước thì chúng ta cũng đã khẳng định rằng đây là một cái căn bệnh mà nó rất là khó chẩn đoán, khi phát hiện thì muộn mất rồi. Vậy thì khó nhưng mà có thể chẩn đoán sớm được không? Thưa bác sĩ Tùng ạ. Hiện nay về cái việc tầm soát cái ung thư dạ dày sớm á, hiện nay chúng ta có 4 cái phương pháp có thể tầm soát được. Cái thứ nhất là cái X quang chẩn đoán, tổng thể chúng ta chụp X quang dạ dày có cản quang, hoặc là chúng ta chụp CT MRI. Tuy nhiên khi chúng ta chụp như vậy thì chúng ta chỉ phát hiện được những cái ung thư nó thường là nó ở giai đoạn muộn, còn những cái ung thư mà giai đoạn sớm thật sớm á thì cái tỷ lệ nó rất là thấp. Hay là chúng ta có thể thử cái làm xét nghiệm máu để thử cái pepsinogen trong máu, hay là có thể chúng ta làm xét nghiệm cái vi khuẩn Helicobacter ở trong máu. Tuy nhiên hai cái xét nghiệm này thì cái độ nhạy thì nó cao nhưng cái độ chuyên thì nó thường là nó thấp. Và cái phương pháp thứ tư nữa đó là chúng ta nội soi để tầm soát cái ung thư dạ dày. Thì cái nội soi nó có lợi điểm rằng chúng ta sẽ tầm soát được những cái tổn thương ung thư còn rất nhỏ, gọi là ung thư sớm đó. Nếu như chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta can thiệp sớm thì cái khả năng can thiệp nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, và cái tiên lượng sống bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn và tỷ lệ tử vong sẽ giảm đi. Hiện nay thì với những cái bước tiến trong y học thì có rất là nhiều những cái phương pháp để chúng ta có thể tầm soát, phát hiện sớm, và chúng tôi cũng được biết là thậm chí cái cơ hội sống sót của bệnh nhân ung thư nếu được phát hiện sớm nó lên tới hơn 90%, phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái phóng sự sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cái vai trò của việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư dạ dày. Để chẩn đoán ung thư dạ dày, thông thường bác sĩ yêu cầu thực hiện nội soi dạ dày. Ngoài ra, còn một số phương pháp khác như xét nghiệm máu và các chẩn đoán hình ảnh như chụp X quang dạ dày, chụp CT hoặc MRI tùy từng trường hợp cụ thể. Thì khi mà người ta tầm soát, người ta phát hiện được những cái tổn thương sớm, thì ví dụ như là ở cái giai đoạn 0, ung thư còn trong biểu mô, thì thậm chí cái tỷ lệ sống 5 năm của nó khoảng chừng có thể được khoảng chừng 95%, thậm chí có nghiên cứu người ta báo cáo tới 100%. Còn nếu mà tới cái giai đoạn ung thư mà ở cái giai đoạn muộn, tức là nó có di căn xa, thì cái tỷ lệ sống của nó chỉ còn dưới 10%, con số cụ thể là khoảng chừng 6%. Thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta càng phát hiện được bệnh ở giai đoạn sớm thì chúng ta càng điều trị hiệu quả và bệnh nhân sống càng lâu và chất lượng sống càng tốt. Thường thì một tổn thương ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm có kích thước rất nhỏ, từ vài mm đến không quá 5-7 cm, nên tổn thương đó không ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày và hoàn toàn không gây triệu chứng khó chịu hay đau bụng cho người bệnh. Đó là một trong những lý do khiến bệnh nhân chủ quan, dẫn đến phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, gây nhiều phức tạp cho quá trình điều trị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với các bác sĩ để hiểu rõ hơn về cái việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư dạ dày. Thưa tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Hùng, thời điểm nào thì người bệnh nên tiến hành tầm soát để phát hiện ung thư dạ dày? Ở Việt Nam chúng ta thì thực sự là chưa có một cái chiến lược tầm soát quốc gia. Tuy nhiên với cái kinh nghiệm làm việc của chúng tôi lâu năm thì chúng tôi khuyến cáo cái lứa tuổi nên đi kiểm tra. Gọi là kiểm tra đi, cho tại vì chúng ta chưa có một cái chương trình tầm soát cụ thể thì nên vào khoảng cái lứa tuổi 45. Và như chúng ta biết là gì, phương pháp tầm soát nó có tầm soát bằng cái phương pháp gọi là một bước và phương pháp hai bước. Phương pháp hai bước tức là gì, khi chúng ta làm nó có kết quả thì chúng ta phải làm thêm một cái phương pháp nữa. Phương pháp một bước là chúng ta làm, chúng ta có thể chẩn đoán và xử trí, đó cái đó là cái phương pháp nội soi là khá là hiệu quả. Thì chúng tôi khuyến cáo là nên thực hiện nội soi kiểm tra nên 3 năm một lần. Cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Thưa bác sĩ Nghi, bác sĩ có thể giải thích cho khán giả được biết là những cái nhóm đối tượng nào thì cần phải tiến hành tầm soát để có thể phát hiện sớm ung thư dạ dày?
Nên chúng ta nên theo quan điểm, nếu để gọi là tầm soát và phát hiện sớm, nghĩa là chúng ta chủ động khi nó mới chỉ bắt đầu là những tổn thương vừa chuyển sản, hay chúng ta còn gọi là tiền ung thư, hay giai đoạn thật sớm của tiền ung thư. Không cần đợi tới lúc mà có triệu chứng nhiều hoặc là sờ thấy khối u, đó là giai đoạn cũng đã trễ rồi. Hoặc là nếu chỉ phải có yếu tố nguy cơ chúng ta mới tầm soát, không phải. Nhưng ngay từ đầu người đã nói, có yếu tố nguy cơ nghĩa là chúng ta, những người bệnh đó có cái khả năng mắc ung thư cao hơn những người không có yếu tố nguy cơ. Chứ không phải những người không có yếu tố nguy cơ sẽ chắc chắn không bao giờ mắc ung thư dạ dày. Nên chúng ta nên chủ động tầm soát ở độ tuổi như là bác sĩ Hùng, bác sĩ Tùng cũng vừa trình bày. Và nếu như chúng ta, người bệnh có yếu tố nguy cơ thì chúng ta nên chủ động tầm soát, chủ động hơn, tích cực hơn và có thể là sớm hơn. Và thật sự do dạ dày là một tạng rỗng nên chỉ khi bằng cái đối quan kép là chúng ta sẽ phát hiện khi cái thành dạ dày và cái vách nó đã có hình ảnh tổn thương. Mục đích của tầm soát là phát hiện giai đoạn rất sớm, khi chỉ mới vừa xuất hiện những tế bào bất thường, thì phương pháp soi vẫn là phương pháp hiệu quả nhất. Bởi vì khi đó thì các bác sĩ bên soi tiêu hóa qua cái ống soi khuếch đại ra màn hình có thể nhìn thấy những tổn thương. Và chút xíu nữa các bác sĩ sẽ giải thích rõ hơn giúp. Và chúng ta sẽ bấm những tổn thương đó, chúng ta thử. Nếu chúng ta thấy trên những nền tổn thương đó vừa có những tế bào bắt đầu chuyển sản thì chúng ta xử lý ngay. Thì trong nghề tụi nghi vẫn hay nói với nhau, ở tình huống đó thì giống mặc dù là mắc ung thư nhưng chúng ta trúng số độc đắc, là bởi vì phát hiện giai đoạn rất sớm. Đến hiện nay thì các anh em làm việc cũng có, anh em mình cũng đã có những bệnh nhân mà họ phát hiện giai đoạn như vậy và họ sống đến bây giờ là mười mấy 20 năm rồi. Chứ không phải chỉ là tỷ lệ 90% là 5 năm giống như sách vở ghi nhận nữa. Cảm ơn bác sĩ với những cái lời khuyên vừa rồi. Sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một cái ca tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày có rất nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh liên quan đến tiêu hóa, trong đó có tầm soát ung thư dạ dày. Việc thăm khám, chẩn đoán được các bác sĩ tiến hành một cách thận trọng và tỉ mỉ dựa trên các triệu chứng lâm sàng. Qua đó, các bác sĩ sẽ đánh giá, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng. Nội soi dạ dày là phương pháp hiệu quả để các bác sĩ phát hiện các bệnh lý và tình trạng tổn thương của dạ dày. Trong quá trình nội soi dạ dày thì khi mà có một vùng tổn thương là nghi ngờ ung thư, đầu tiên là sẽ khảo sát cái vùng đó rất kỹ bằng cái ánh sáng trắng, ánh sáng thông thường. Và sau đó thì bác sĩ sẽ chuyển sang một cái dạng nhuộm quang học. Và sau đó sẽ chuyển sang cái chức năng phóng đại, cái vùng tổn thương lên tới khoảng hơn 100 lần, giúp cho người bác sĩ nội soi có thể nhìn rõ những cấu trúc mạch máu, những cấu trúc bề mặt của cái vùng tổn thương. Bác sĩ sẽ tiến hành lấy một cái dụng cụ hay gọi là cái kềm sinh thiết, và lấy một cái mẫu mô nhỏ tại những cái vùng mà nghi ngờ là có ung thư đó ra. Thì cái mẫu này sẽ được đem ra và để làm cái xét nghiệm tế bào học để khẳng định rằng đây có phải là cái vùng mô ung thư hay không. Nội soi dạ dày là bước giúp các bác sĩ dễ dàng quan sát và đánh giá những tổn thương của dạ dày, bao gồm hình dạng, kích thước của những khối u, vết loét. Lấy mẫu tổn thương của dạ dày để sinh thiết cũng được thực hiện trong quá trình nội soi. Sinh thiết là phương pháp giúp chẩn đoán tế bào khối u là lành tính hay ác tính. Đồng thời, đối với các trường hợp viêm loét dạ dày, đây cũng là cách để nhận biết người bệnh có nhiễm vi khuẩn HP hay không. Thưa bác sĩ Đỗ Minh Hùng ạ, có những cái phương pháp nào đang được áp dụng để điều trị ung thư dạ dày ở cái giai đoạn sớm và cái tiên lượng của nó thì như thế nào? Điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm, trước mắt một cái ung thư thì chúng ta phải nói đến là điều trị đa mô thức. Tuy nhiên đối với một cái ung thư dạ dày thì cái điều trị phẫu thuật vẫn là cái vũ khí hàng đầu. Đối với một cái ung thư dạ dày sớm thì thế giới nói chung và hiện nay ở Bệnh viện Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi thì có những cái phương pháp điều trị qua cái cắt tại chỗ. Chúng ta nội soi qua cái ống tiêu hóa, chúng ta thực hiện cắt tại chỗ. Cái điều đó giúp cho bảo tồn được cái chức năng giải phẫu, một cái cấu trúc giải phẫu nó gần như là còn nguyên vẹn. Tuy nhiên để thực hiện được một cái phẫu thuật cắt qua cái nội soi thì nó phải đòi hỏi một số cái chỉ định đúng đắn. Thí dụ như cái vị trí làm sao mà cái nhà nội soi người ta có thể cắt được toàn vẹn thành một khối. Thứ hai là về cái kích thước, cái hình thái. Cái kích thước thì thường một cái sang thương sớm tiêu chuẩn thì thường là khoảng dưới 2 cm thì có thể cắt được. Và cái nó không phải là cái dạng loét. Thứ ba là về cái mô học. Mô học đó là một cái ung thư
biểu mô nó chưa có xâm lấn quá mức, tức là ở cái lớp niêm thôi và chưa có xâm lấn cái mạch máu thần kinh, thì tại bệnh viện chúng tôi có thể thực hiện qua cái nội soi qua cái đường tiêu hóa để cắt tại chỗ. Những trường hợp mà lớn hơn thì rõ ràng là người ta thấy là cái tỷ lệ di căn hạch nó sẽ tăng lên, thì những trường hợp đó thì được khuyến cáo là được cắt qua nội soi ổ bụng. Thì tùy theo cái mức độ, chúng tôi có thể vừa kết hợp giữa cái nội soi trong lòng ống tiêu hóa và nội soi ổ bụng để cắt tại chỗ và lấy những cái hạch di căn mà chúng tôi có thể định vị qua một cái hệ thống gọi là ICC. Những trường hợp nó tiến triển xa hơn nữa thì chúng tôi có thể là cắt qua cái nội soi bụng, cắt bán phần, cắt toàn phần và nạo hạch. Và một cái khi mà một cái ung thư tiến triển nữa thì phải đòi hỏi một cái hỗ trợ của hóa trị thôi. Về cái tiên lượng thì đối với một cái ung thư mà sớm thì cái tiên lượng sống nó tùy thuộc vào cái nhìn chung á, là nó rơi vào khoảng trên 90%. Đối với những cái ung thư mà niêm mạc á, gần như là 90 đến 100% cái tỷ lệ sống 5 năm. Còn cái ung thư dưới niêm mạc thì cái tỷ lệ sống 5 năm có thể là 80 đến 90%. Thì ngày nay cái xu hướng mà người ta cắt dưới niêm mạc là một cái xu hướng mà gần như là ở cái khu vực châu Á người ta làm rất là ưa chuộng. Dĩ nhiên một cái cắt niêm mạc nó sẽ dễ hơn với một cái cắt dưới niêm mạc. Cái cắt dưới niêm mạc thì nó sẽ lấy triệt để hơn. Tuy nhiên nó đòi hỏi cái kỹ năng của cái người thực hiện phải tốt hơn, cái thời gian thực hiện phải dài hơn và nó đi kèm với những cái biến chứng của cái phẫu thuật. Thí dụ như là thủng muộn, chảy máu, hẹp, hít, viêm phổi hít, v.v. Tự chung lại là cái việc mà chúng ta phát hiện và điều trị trong cái giai đoạn sớm thì cái tiên lượng bệnh sống trên 5 năm rất là cao. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, lúc này thì có một cái khán giả đã gọi đến số điện thoại của chúng tôi và mong muốn được bác sĩ tư vấn cho cái trường hợp của họ. Mời bác sĩ lắng nghe câu hỏi của khán giả. Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 46 tuổi, rất muốn tầm soát để biết mình có bị ung thư dạ dày không. Nhưng tôi rất sợ nội soi dạ dày. Vậy xin bác sĩ tư vấn có phương pháp nào khác không và hiệu quả chẩn đoán như thế nào. Xin cảm ơn bác sĩ. Tôi cũng khuyên anh nên đi nội soi và anh chọn cái gói nội soi không đau cho nó nhẹ nhàng và để cho có thể tầm soát được cái ung thư dạ dày của anh, để như vậy anh cũng sẽ giảm bớt được cái tâm lý mình lo lắng. Mình cứ nghĩ là mình có bệnh ở trong lòng mà mình cứ phải lo lắng đi soi hay là không đi soi. Tôi khuyên anh cũng nên đi soi để mà thứ nhất là giải tỏa được cái tâm lý của mình, thứ hai nữa thì cũng có thể là phát đi coi như là đi tầm soát cái bệnh ung thư của mình. Cảm ơn bác sĩ đã vừa đưa ra lời khuyên cho khán giả của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là đối với những cái bệnh nhân ung thư dạ dày thì một cái thực đơn nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một số những cái lưu ý của chương trình để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Những thực phẩm bệnh nhân ung thư dạ dày cần tránh. Tuyệt đối tránh các loại thực phẩm làm tổn thương trực tiếp đến niêm mạc dạ dày như bia, rượu, cà phê, nước chè đậm đặc, các loại thực phẩm có vị chua, cay. Tránh uống sữa lúc đói vì các men sữa rất có hại cho dạ dày. Tránh những thực phẩm quá khô cứng. Hy vọng là quý vị và các bạn đã kịp ghi nhớ những cái lời khuyên vừa rồi để có thể áp dụng trong cái việc mà bổ sung dinh dưỡng hợp lý cần thiết cho một cái người bệnh đang trải qua điều trị ung thư dạ dày. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chủ đề của chương trình Bác sĩ của bạn sẽ phát sóng trong tuần sau. Đầu gối là khu vực gặp nhiều chấn thương nhất trong thể thao. Đứt rách dây chằng là một chấn thương thường gặp và nguy hiểm nhất. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, khả năng quay lại với thể thao, đặc biệt là thể thao thành tích cao là không thể. Đón xem chương trình Bác sĩ của bạn, chấn thương thể thao và dây chằng nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam. 19h35 thứ Sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022 trên VTV8. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay với chủ đề thời điểm vàng tầm soát và điều trị hiệu quả ung thư dạ dày, với cái phần trình bày và cung cấp thông tin của các bác sĩ, hy vọng đã giúp cho quý khán giả có thêm những kiến thức
y học bổ ích để giúp cho cải thiện tình trạng ung thư dạ dày cũng như là dự phòng tốt căn bệnh này. Một lần nữa thì cảm ơn các bác sĩ đã tham gia và tư vấn cho chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ của bạn. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau. Sau đây thì xin mời quý vị cùng chuyển sang fanpage VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam để đến với phần tư vấn các câu hỏi mà quý vị đã gửi về ngày hôm nay.